Trời đất, con Lan, sao bây giờ con chưa chịu dậy nữa? Con có biết là bây giờ trưa lắm rồi không hả? Dậy lâu mà cơm nước đi chứ con. Ơi mẹ hả, giờ còn sớm mà, cho con ngủ miếng nữa đi. Trời ơi, con gái lớn rồi sao con không đi kiếm việc gì làm mà phụ giúp mẹ với? Có một mình mẹ à, buôn bán rau á, bữa đực bữa cái, làm sao mà đủ tiền để sống đây hả con? Ai kêu ngày xưa mẹ nhặt con về nuôi làm gì thì bây giờ mẹ phải có trách nhiệm nuôi con chứ. Con còn nói vậy được sao? Mẹ nuôi con lớn từng tuổi này rồi, con lao động được rồi thì con phải biết đi làm. Con cứ ăn ở nhà ở không thế kia, làm sao mẹ lo nổi hả con? Phải chi mà mẹ khá giả thì mẹ không để con đi làm đâu. Con không biết, ngày xưa má nhặt con về nuôi thì bây giờ á má phải lo cho con chứ, tại sao lại bắt con đi làm? Mẹ hết cách cứu chữa con rồi. Thôi mẹ đi bán rau đây. Ngủ chả đã gì hết, cứ càm ràm, lem bèm, lem bèm. Ơ, lạnh quá, đói quá, lạnh quá, đói quá. Ba mẹ ơi, ba mẹ sao bỏ con? Ba mẹ ơi, ba mẹ. Ơ, con ai thế này? Sao lại nằm ngoài đường? Tội nghiệp vậy. Con ơi, con có làm sao không vậy? À, bà ơi, con đói, con lạnh, bà ơi. Ba mẹ bỏ rơi con rồi. Trời ơi, sao mà tội vậy? Thôi, con đi theo bà. Con không chê bà nghèo thì đi theo bà. Có gì ăn nấy nha con. Bà thấy con vậy tội quá, bà chịu không có nổi. Nhưng mà thật ra bà cũng chả dư giả gì. Thôi thì cứ về với bà, tới đâu thì tới. Bà không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. À thật không bà, con không chê đâu. Chỉ cần có chỗ ở là con vui lắm rồi. Về nhà con sẽ làm việc nhà để trả công cho bà. Thôi đi về, con còn bé tí mà làm được cái gì. Đi, theo ta về. Con vô đây. Đây là nhà bà hả bà? Bà ở có một mình sao? À, bà ở với con gái của bà. Không biết nó đã ngủ dậy chưa nữa. Ơ, bây giờ là trưa lắm rồi mà ngủ vẫn chưa dậy sao bà? Dậy rồi đây, lem bèm mãi. Con nhỏ này là con nhỏ nào hả? Tao ngủ muộn thì đã sao, ảnh hưởng gì tới mày mà mày lên tiếng? Tại vì con chỉ thấy. Thấy cái gì mà thấy hả? Thôi, con bé nó còn nhỏ mà con la lối nó gì? Nó là trẻ mồ côi, ba mẹ bỏ rơi ngoài đường. Má thấy tội cho nên má đem về nuôi. Trời đất, má nghĩ sao vậy? Một mình con đây, má còn nuôi không nổi nữa. Bây giờ rinh thêm con nhỏ này về thì có mà ăn đất hả má? Má nghĩ làm sao vậy? Thì bởi vậy, má mới kêu con á, lớn cái đầu rồi, kiếm việc gì mà làm. Còn con bé này nó còn nhỏ quá, bỏ nó tội nghiệp lắm con ơi. Dạ, con chỉ xin chỗ ở thôi, con sẽ làm việc nhà. Bà sai con bất cứ việc gì con cũng sẽ đi làm để trả ơn cho bà. Mày nói hay lắm, mày ra ngoài đường đi kiếm tiền đi, rồi mày đem tiền về đây, mày muốn ở sao cũng được. Con hay quá, con lớn chồng ngồng như thế này đã không đi làm rồi, còn con bé nó bé tí thế kia, ai nhận nó mà làm? Trời, sao không được hả má? Cho nó đi ăn xin. Ăn xin đó là có tiền liền ha. Bực cả mình, con đói rồi, má lo mà nấu cơm đi. Ơ, cô ấy là con gái của bà hả? Ừ, nó cũng giống như con vậy đó. Bà nhặt nó còn lúc nhỏ xíu, nhỏ hơn con đó kìa. Mới đẻ mà đã bị bỏ rơi. Bà thấy tội cho nên bà mới mang về nuôi. Nhưng mà không ngờ nó càng lớn, nó càng thay đổi. Chắc là bà cưng chiều nó quá con ơi. Dạ, con biết rồi. Ngày mai con sẽ ra ngoài đường kiếm việc làm. Con còn bé thế này thì kiếm cái gì hả con? Bà yên tâm đi, con làm cái gì cũng được hết á. Miễn không phải là chuyện xấu là được rồi. Con còn bé thế mà đã biết suy nghĩ như vậy là tốt lắm. Bực cả mình. Bình thường chỉ có hai cái miệng ăn mà đã không đủ, bây giờ thêm một cái miệng nữa thì tiền bạc đâu ra? Tiền đâu rồi mà sắm đồ đẹp? Lâu lắm rồi mình không biết sắm đồ đẹp là gì cả. Mình phải tìm cách để tóc cổ con nhỏ này ra khỏi nhà mới được. Hey, cái chìa khóa xe mình để ở đâu rồi ta? Tìm mãi không thấy. Con mồi ngon rồi đây, đi xe du lịch chắc hẳn sẽ rất giàu có. Mau đưa cái sách cho ta. Ơ, cướp, cướp, có ai không? Giúp tôi với, cướp, cướp. Cướp, ban ngày ban mặt mà cướp, cướp. Chú mau đứng lại, ăn cướp. Bới người ta, ban ngày ban mặt ăn cướp. Con nhỏ này, mày mau thả tao ra, mau thả tao ra. Mày này, mày lo chuyện bao đồng hả? Tao đập cho mày chết, bớt lo chuyện bao đồng nha con, nha con. Bực cái mình hả? À, đau quá, ăn cướp, ăn cướp. Lần sau á, mày liễu hồn mày với tao. La lên chi, bao nhiêu người nhìn thấy tao rồi. Trả cho mày đây. Ơ, may quá, may quá. Mình lấy lại được túi sách cho cô ấy rồi. Ơ, con nào, giống cái con mồ côi. À, mày đi ăn cắp, bị người ta đập cho một trận đây mà.
tao sẽ về tao mét mẹ để mẹ đuổi mày ra khỏi nhà. Ơ, cháu có làm sao không? Cháu có bị thương ở đâu không? Dạ hơi đau cô ơi, nhưng mà con lấy lại được túi sách rồi nè. Cô coi kiểm tra lại có mất gì không? Không, cô cảm ơn con nha. Con còn nhỏ như vậy mà đã anh hùng rồi, đã biết giúp người khác. Trời ơi, may là thằng đó không nặng tay, chứ không là không biết làm sao luôn á. Trời ơi, con bé như thế này mà nó nở lòng nào nó đá con. Cô cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì đâu. Thôi con có việc rồi, con về trước đây. Con chào cô. Con bé này, mình chưa kịp cảm ơn nó nữa. Má ơi má, má biết con mới vừa gặp chuyện gì không? Chuyện gì mà mày lại hất ha hất hải thế kia? Trời ơi, thì cái con nhỏ mồ côi má đem về đó, nó là một đứa xấu xa lắm má à. Con thấy á, nó ăn cắp túi của người ta, bị người ta đập ở ngoài đường kia kìa. Không tin lát nó về, má hỏi nó cho mà xem. Thật vậy à? Má không tin đâu, con bé nó không phải người như vậy. Không tin lát hồi má về má hỏi nó xem. Dạ, thưa bà, con mới về. Con bị làm sao vậy? Làm sao thế? Dạ, nó bị người ta đập đó má, má còn hỏi nữa. Con không có. Nè, tại sao con lại như vậy? Con quá là làm bà thất vọng. Bà nghĩ con á, dù có nghèo có khổ thì vẫn là một đứa trẻ tốt bụng, hiền lành, trong sáng. Tại sao con lại làm việc như thế? Thôi, ta sẽ không nhận một đứa như con dễ làm cháu của ta đâu. Con mau đi đi. Bà ơi, thật sự là cháu không có lấy ví của người ta bà ơi. Bà tin cháu đi. Ôi trời, cô đuổi được kịp cháu rồi nè. Cháu đi nhanh quá, làm cô đổ mãi. Dạ, cô tìm cháu có gì không? Đây đây mẹ, cái người mà bị nó giật túi nè mẹ. Tìm tới nhà ư? Chào cả nhà. Là sao? Thì chẳng phải, con nhỏ này nó giật túi của cô tìm nó tới đây sao? Không, mọi người hiểu nhầm rồi. Con bé là nó đã giúp tôi lấy lại được cái túi sách này nè. Biết bao nhiêu là giấy tờ hợp đồng quan trọng. Trời ơi, tội nghiệp lắm. Bị hả cái tên cướp nó đạp cho máy đạp vào người, thấy mà xót. Tôi đã đuổi theo con bé để cảm ơn và hậu tạ cho nó đây nè. Nó đi nhanh quá, thì ra hoàn cảnh của bé nó cũng nghèo khổ như thế. Con bé còn nhỏ mà nó thật là dũng cảm và biết giúp người. Dạ, không có gì đâu cô. Lấy lại được túi sách cho cô là con vui rồi. Sao? Nó lấy lại túi sách giùm cho cô sao? Còn bị đạp nữa hả? Bà xin lỗi cháu gì? Bà đã hiểu lầm. Trời ơi, tội con bé chưa? Cả nhà đã hiểu lầm nó rồi. Dạ, không có gì đâu. Bà hiểu ra là được rồi. Cháu á, luôn nhớ lời bà dạy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không bao giờ cháu làm chuyện xấu xa như vậy đâu ạ. Nè, con đó, tại sao á con lại ăn nói hàm hồ như vậy hả? Con thấy có xấu hổ với con bé không? Nó lớn như thế này, nó nhỏ như thế này, con lớn như thế kia, mà nó đã phải ra đường đi bán vé số, ăn xin để kiếm tiền. Còn con á thì chỉ biết ngồi không, ăn rồi hưởng thụ. Thôi, bây giờ cả nhà muốn gì, tôi sẽ đồng ý giúp đỡ. Ôi không cô ơi, tôi không cần cái gì đâu. Giúp người thì không bao giờ cần để đền đáp, phải không con hả? Xíu. Dạ đúng rồi, con giúp cô không phải là để cô trả ơn lại cho con đâu. Không được, nhưng mà con là một cháu bé rất là ngoan và tốt bụng, cho nên cô sẽ bỏ một mớ tiền ra cho con đi học và sửa chữa lại căn nhà cho cả nhà mình nha. Thế thì tốt quá. Con im mồm đi. Con là người đã làm mẹ thất vọng. Dạ con xin lỗi mẹ. Cô xin lỗi con. Cô vì cô đã hiểu lầm con. Mẹ ơi, thôi được rồi, ngày mai con sẽ đi kiếm việc làm nha mẹ. Đúng vậy, con lớn rồi, phải đi kiếm việc làm để còn lo cho cái nhà này nữa. Mẹ thì cũng đã già cả rồi, biết sống bao lâu nữa. Rồi một thân một mình con thì biết làm sao. Dạ, mẹ yên tâm, con hiểu rồi. Từ nay con sẽ đi làm để kiếm tiền, sống tự lập, không nhờ vào mẹ nữa ạ. Thấy cả nhà hiểu nhau như vậy tôi cũng mừng lay. Thôi, tôi sẽ ủng hộ một số tiền, coi như là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là cô bé này, tốt bụng. Thôi, tôi chào cả nhà tôi về. Ôi, gia đình chúng tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau.